Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. Rồi hôm nay thì mình sẽ gửi đến anh em một cái bài đấu 10 kỳ quái. Nói chung cái 10 kỳ quái này thì mình hồi đợt mình còn đánh bên BBE thì mình đã lên một lần rồi. Nhưng mà từ đầu mùa tới giờ nói chung mình vẫn chưa lên được. Thì hôm nay mình đã lên được rồi. Thì sẵn tiện làm clip cho anh em luôn nha. Thì mình thấy cái mùa này kích hoạt 10 kỳ quái này nó nhiều khi nó ăn luôn được cả tướng 5 vàng 3 sao luôn anh em. Rồi thì mình đang đánh ở trong cái cổng là gói trang bị thành phần. Và cái lõi đầu tiên của mình đang lấy đó là gói hình nộm lăng du. Rồi đồ trước mắt thì hiện tại mình đang ghép đồ cho con IC cầm nha anh em. Bởi vì đồ con IC này bây giờ mình ghép đỡ. Tí nữa có con Rayer thì mình sẽ chuyển cho Rayer cầm cũng được. Rồi thì cái lõi thứ hai là cái lõi bạc anh em. Con vé bạc 500 hoàng kim mà. Nếu mà bây giờ mình muốn lên 10 kiểu quái thì bây giờ mình phải lấy trẻ khỏe tự do nha anh em. Để mình được đi vòng đi chợ mình được ra trước. Ví dụ như có sẻn hay là có ắn thì mình sẽ có cơ hội lượm được cao hơn. Rồi thì cái cọc lãng du của mình thì nó cho mình nó là một ắn kỳ quái ma thuật với can trường anh em. Pháp sư á, kỳ quái pháp sư và can trường. Thì bây giờ nếu mà đánh cái bài này nếu mà kẹp vào á, thì nếu mà tận dụng lõi của cái cây này á thì thật chắc chỉ cần anh em lên được 10 kỳ quái thôi, anh em ném cái gì vào cũng được anh em. Nhưng mà nếu mà như cái lõi này đi, nếu mà anh em không lên được 10 kỳ quái á, thì anh em sẽ đánh kỳ quái với can trường. Còn không thì anh em sẽ đánh ma thuật với can trường. Nói chung cái lõi này thì nó cũng chưa được tối ưu lắm anh em à. Bởi vì trong cái bọn kỳ quái chẳng có con nào pháp sư cũng chẳng có con nào là can trường hết. Nên cũng khó. Rồi thì trước mắt là mình phải giữ máu trước nha anh em. Giờ giữ máu thì như con Acer thì mình sẽ không có ron. Giờ mình để nó tự lên thôi. Thì khả năng mình sẽ lên cấp 7 hoặc là cấp 8 gì đó mình sẽ ron sơ để mình củng cố lại đội hình của mình. Và mình lại tất tiền mình lên tiếp. Rồi thì bây giờ đây nó cho mình con Nami luôn anh em. Cho Nami thì mình sẽ bỏ vào thế này luôn để mình kích 7 kiểu quái trước. Nói chung tầm ra 3 chấm này mà có 7 kiểu quái là mạnh rồi anh em. Thì thật chắc mà chơi cái này cũng hên xui may rủi. Nhân phẩm anh em à. Nhân phẩm thì nó ra sẵn cho anh em chứ còn nhiều khi cái bài mà ron điên luôn, ron không ra là không ra nè. Nhà bên kia thì đang đánh pháp sư à. Ủa? Thông đạo chứ. Đang đánh thông đạo học giả. Nếu mà cái loại thứ ba nó ra được cho mình ngắn kỳ quái sớm thì ngon anh em. Còn hoặc thì trong cái ván này mình phải đi chợ mình lượm được một cái thì vàng hoặc mình phải lượm được một cái ắn. Trong cái bùa, nói chung cái bùa của cái mùa 14 này anh em, nó có cả sẵn vàng lẫn chảo vàng á. Nếu mà nó ra được cái bùa đó nữa thì ok. Thì nói chung nó sẽ dễ lên hơn. Thì sau khi cái bản cập nhật vừa rồi thì mình thấy nó sẽ dễ lên hơn đầu mùa nha anh em. Mười kỳ quái này mà cho đi với cái lõi linh vật học đường nữa thôi. Hết nước chấm anh em. Rồi thì bây giờ tranh thủ lên cấp nha anh em. Lên cấp 7 thì mình nhét đỡ con sen vào. Nói trong đồ bán này không ra đồ tăng gì đẹp anh em. Ra đồ gì đâu không à. Nhà bên đây thì đánh hóa hình. Hóa hình với rồng mà ta. Đúng rồi, hóa hình với rồng. Bọn hóa hình này nó trâu thật sự anh em. À, đã thấy con ai xem mình nó còn bị choáng nữa chứ. Rồi xong luôn, choáng hai lần. Không kịp bắn con cóc luôn anh em. Rồi, tự nhiên có IC3 luôn. IC anh em ha, IC để tự ra, không cần ron luôn á, mà nó tự động nó lên anh em à.
Rồi gầm nhà bên đây thì đang đánh, ủa, đang đánh liên hoàn rồi ta. Hình như kiếm hơi chưa ra ai xe nè. Ba liên hoàn. Bỏ cái dây vào. Nhà này rau 3.7 mà còn 10 vàng sao đánh ta? Rồi thì vô vòng đánh quái. Mong là nó sẽ cho mình đồ ngon nha anh em. Bây giờ nói chung mình cần đồ tăng anh em à. Cần đồ tăng, bây giờ đồ tăng thì trước mắt mình đóng cho con sen cặp cũng được anh em. Vì sen nó có căng trường. Sẽ đỡ hơn con Mordekaiser, về con Mordekaiser nó không có kích được tiên phong nên nó không có trâu anh em. Rồi, cung dập máu. Thì anh em đánh anh em để nha anh em. Cho đại cái hệ kỳ quái là nó sẽ được ghép từ thìa vàng và cái giáp máu, nên khi mà anh em ghép thì lúc nào anh em mà tính lên thì lúc nào anh em phải trừ lại cái giáp máu nha, ít nhất là phải anh em phải trừ lại một cái, hoặc cho để chắc cú thì anh em phải trừ lại hai cái trên bàn đó. Cái này thì nó cho mình một cái giáp máu với hai cung coi ưa không. Ván gần đồ đam thì toàn rớt đồ tăng anh em, ván gần đồ tăng thì lại rớt toàn đồ đam ra không. Rồi nhà bên này đang đánh pháp sư. Nói chung con Volibear mà hàng sâu mà nó mỏng mỏng là Volibear nó vả chết nhanh lắm anh em. Nó giật cho mấy cái là chết hết à. Nói trong đội hình mình tạm ổn rồi nên bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lên cấp. Cắm đầu cắm cổ lên cấp lên em. Rồi cái loại thứ ba là loại vàng có huy hiệu căng trường. Báo thù cho đại binh. Những người bạn nhỏ cũng được anh em. Lấy những người bạn nhỏ đi, xíu nữa mình khả năng mình sẽ ghép đồ, mình chuyển đồ qua cho con Rayer. Với chắc cho đồ Nami cầm nữa anh em ạ. Nói trong đồ thế này thì không được đẹp lắm. Rồi nhà bên đây thì liên hoàn căng trường ạ. Anh em con Bolivia nó giải kìa. Đó là xong nó dầm nhà thôi, chết hết rồi chứ còn gì nữa đâu. Nói chung bây giờ giống như mình thì mình sẽ ném gì vào để mình củng cố dạng tăng. Thì anh em có thể bỏ tiên phong vào cũng được, hoặc là nhưng mà nói chung bây giờ mình đang muốn tốn tiền nên mình không muốn mua thêm anh em, bởi vì con Volibear của mình vẫn còn đang mạnh mà. Còn không, nếu cái nào anh em bỏ thêm một con pháp sư vào cũng được anh em. Bỏ pháp sư vào để cho con Nami nó trưởng nhiều. Hình như sắp tới nó ra lại kỷ niệm mùa năm, hình như mình cái đó mình leo rank mình kiếm được mấy cái gì ta, mấy cái gì để mình mua, hình như kiếm được mấy cái huy chương để mình mua đồ hay sao á, được 6 cái hay sao anh em biết có không, nhưng mà có ngon nha. Rồi ra đi chợ này thì mình sẽ làm cái bếp anh em, về chắc ghép cây Sujin cho con Nami cầm trước. Rồi thì bây giờ cứ cắm đầu cắm cổ lên cấp nha anh em. Nói chung là hiện tại thì mình mạnh trong một khoảng thời gian thôi, xíu nữa là bắt đầu mình sẽ yếu lại, bởi vì mình đầu tư tiền lên cấp nhiều quá, mình không có ron lại đội hình của mình.
rồi gặp lại cái nhà nhà đây đánh thợ săn. Nhà bên đây có 6 thợ săn rồi anh em, thợ săn hóa hình nè. Nhưng mà sao lại có ắn thợ săn với ắn hóa à, có ắn pháo thủ bắn hóa hình là đánh thợ săn đã. Nhưng sao vậy vậy? Rồi chắc đổi đồ qua cho xem nha anh em. Đó. Còn một cái giáp đai lưng á thì mình sẽ để dành lại. Để xíu mình đi kiếm cái xẻng anh em à. Rồi, gặp lại cái nhà rồng với hóa hình này tiếp. À chắc đánh không ăn nó rồi anh em à. Con Nico nó trâu quá. Con xe của mình bắn gãy người rồi. Đã thấy bên kia nó còn có con Nasus 2 nữa chứ. Rồi là bắt đầu bây giờ tới là câu chuyện bán máu để tăng cấp rồi anh em à. Rồi cái này thì khả năng mình sẽ ráng lên cấp 9 rồi mình ron lại nha anh em. Rồi có Rider luôn à. Nếu mà có Rider thì sẽ thay vào. Thay giày kích thêm hóa hình nữa anh em. Ồ, đây có cái xanh xanh, đây để coi được cái gì anh em. Rồi, cái này thì nó cho mình một cái nâng cấp tuyệt phẩm với một ít vàng. Được thế nha. Bây giờ nâng cấp gì anh em? Nếu mà nâng cấp à? Chắc nâng cấp cái cuồng đao đi anh em. Rồi, nâng cấp cuồng đao nha. Rồi, thì hiện tại mình chưa chuyển đồ liền qua cho con Rider nha anh em. Từ từ. Mà bây giờ ở trên thì mình lại đang dư một cái giáp với một cái cung à. Giờ ghép cái quyền năng khổng lồ trước anh em. Cái ghép quyền năng khổng lồ trước đây anh em. Rồi nhà bên đây thì cũng như mình, nhà bên đây đang đánh kỳ quái anh em à. Lấy bùng kỳ quái luôn. Nói mà sao kỳ quái bên nó mạnh thế nhỉ. Nói chung là mình thì bị thiếu đam hàng sau anh em. Có mình ai xe bắn này chịu không nổi. Rồi dùng Neko cho con sen lên luôn nha anh em. Nói chung bây giờ mình đang muốn ron để mình kiếm cái bùa xẻng vàng anh em à. Bây giờ mà có cái xẻng vàng với lại đi ra đi chợ 5.5 có cái ắng kỳ quái nữa là bú luôn anh em. Rồi, nhà bên đây thì đang vẫn. Rồi hình như chuyển qua đánh thông đạo rồi anh em à. Thông đạo liên hoàn à. Rồi rau này có ăn kỳ quái luôn anh em. Chạy ra trước chạy là mắng kỳ quái nha anh em.
Rồi con Smolder cầm luôn, ngon. Cái này mà con Rider cầm nữa thì ngon hơn nữa anh em ạ. Rồi bây giờ chỉ cần tìm thêm cái sẻng vàng nữa là xin game nha anh em. Mà không biết có không đây. Rồi có luôn anh em. Ồ đẹp. Đó xin game rồi nha anh em. Dài mà không xin nữa. Thôi uổng. Rồi thì bây giờ công chuyện của mình là chỉ cần lên level 10 thôi. Nhét tướng vào đổi vô. Đem ăn nữa là ok nha anh em. Nói chung là nhiều trận mà nó đổ thế này á, thì đánh nó dễ anh em. Dễ ra lắm. Có nhiều trận nhưng bây giờ có được hôm bữa mình đã đánh cũng đánh kỳ quái á, mà mình ron hết gần cả trăm vàng mà kiếm không ra được cái bùa sẻng vàng anh em, bất lực luôn. Rồi thì do tại máu mình còn nhiều thì mình cứ lên cấp từ từ nha anh em, không còn vội, để lên mình còn tiền để xíu nữa mình ron con Rider nữa. Thôi ghép luôn này nè. Đấy. Mấy nhà kia mà qua thấy ba cắn của mình là hiểu vấn đề rồi đó. Nhà bên này nó vẫn mạnh hơn mình anh em ạ. À. Nó có con Modo Casio 3 rồi hình gì. Chắc mình sẽ đổi thế này đi. Này. Rồi chắc lấy dây chuyền tội này. Nói chung thì bây giờ mình gọi là mình xin game luôn rồi anh em ạ. Đó, thì mình sẽ chuyển đồ lại này cho con IC nó cầm. Cái nhà máu nhiều đó quýnh hài thế nhờ. À đúng rồi, ăn nó tự rau nó tự đổi anh em, đổi tùm lum ra hết. Rồi thì rau sau là mình sẽ lên level 10 nha. Rồi lên luôn anh em, dạ đi. Rồi kết hoạt 10 cây quái. Nói chung con Volibear nó ra nó đánh thì đam nó cũng bao nhiêu đâu anh em, nhưng mà nó được cái là nó giật sét á, sét nó giật đùng 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 đùng. Đó anh em, con Volibear đánh đam đâu nhiêu nhưng mà nó được cái giật sét này này đó, nhìn giật sét này nhìn đã nha. Nói chung mình thấy mùa này mà anh em kích hoạt được 10 kỳ quái thì đã 99% có một rồi anh em ạ. Chỉ có 1% là nó có biến số thôi. Chứ còn mình thấy hầu như cái mùa này cái tập thể không có cái tập thể nào mà quýnh lại cái tập thể 10 kỳ quái này hết anh em. Nộm Bolivia đứng đi giật xét hơn chết hết.
Rồi nhà bên đây thôi, cũng tới lúc tiễn bạn đi rồi đó. Còn gấu bên kia, gấu 3 sao, ra quýnh với gấu 4 sao. Nhảy ra, giật nó. Mày mày mày. Một ván mà gấu nó gây gần cả 100.000 đam, hơn 100.000 đam thôi chứ chịu gì nổi này. Nhà bên kia chán hết lấy đồ lại này mà. Rồi thả vô luôn nha anh em. Chắc khả năng là phải chấp một ván anh em à. À anh em có Rider kìa, level 10. Rồi nó kìa. Đó, đây mới được hai con này. Rồi, không có luôn anh em ơi. Ồ, quên, bán luôn con Dana rồi. Chắc mình thấy mùa này giống như kiểu như là mình phải có được cái vé ron kim cương anh em mới dễ 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 chơi được, cái còn ron không thế này thì không đủ tiền anh em à. Rồi cái này thì lên luôn được con elite luôn, vừa đẹp. Rồi giờ là xin game chắc rồi nè. Rồi thì nếu mà anh em nào mà xem đến đây rồi thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Và nếu không có bất cứ thắc mắc hay là có góp ý gì anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình. Thì có mỗi lần coi nhìn sáng nó giật nhìn đã lắm thiệt anh em. Do tại cái nhà đây vừa rau mà rau xấu đây nó ron ra cắn không đẹp anh em. Không biết để xem rau tới nó ra ăn đẹp không. Đó anh em xem. Cái đây là con Rider, là mình đây mình không có tiền nên mình không có tiền mình mua mấy kia nên mình không có ép tướng ra được nha anh em. Ở đây cái này là khi mà lên level 10 mình thấy ron là phải tiền phải nhiều. Tiền nhiều thì mình mới mua 5 vàng đồ mình mới ép tướng ra được anh em à. Rồi thì ván này cũng ăn cuối rồi. Thì mình cũng chúc anh em xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha anh em.